thì chiếc tay cầm của PS5 đã được Sony chính thức thông báo. Và chắc hẳn khi nhìn những hình ảnh đầu tiên này thì ai trong chúng ta đều có những cảm nhận riêng đúng không nào? Vậy thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ cùng các bạn mổ xẻ xem Sony đã có những thay đổi gì trên chiếc tay cầm mới này nhé. Điểm thay đổi đầu tiên mà ai cũng sẽ để ý đến đó là tên của chiếc tay cầm này. Thay vì tên là DualShock như các đời tay cầm trước đây thì Sony đã chọn cái tên DualSense, đánh dấu sự thay đổi lớn trong thiết kế tay cầm suốt 25 năm qua. Sau khi nghe qua cái tên DualSense thì cảm nhận của các bạn là gì? Riêng mình thì mình ngờ ngợ rằng Sony sẽ cải tiến nhiều hơn trên chiếc tay cầm này. Có thể là cải tiến về độ nhạy hay là cảm biến tốt hơn để chúng ta có những trải nghiệm chơi game tốt hơn nhiều so với những mẫu tay cầm kiểu cũ. Về phần thiết kế thì tất nhiên, nhìn sơ qua ai cũng thấy mẫu thiết kế này khác rất nhiều so với các đời tay cầm trước của PlayStation. Thiết kế bo tròn các góc tạo cho mình cảm giác giống với mẫu tay cầm của Xbox, có phần mập mạp hơn với mẫu DualShock cũ. Không những vậy, Sony còn phối hai tông màu trắng và đen vào mẫu tay cầm này. Không biết đây có phải là ý đồ của nhà sản xuất không? Vì từ trước đến giờ, mẫu tay cầm đi kèm máy PlayStation đều chỉ có duy nhất một màu đen tuyền mà thôi. Nhìn kỹ một tí thì mình có để ý là phần touchpad của tay cầm cũng được giữ nguyên vị trí, có khác là khác phần dải ánh sáng màu. Lúc trước trên DualShock 4 thì cái phần ánh sáng màu này nằm ở phía dưới, còn đối với DualSense thì phần ánh sáng này sẽ được chuyển thành viền màu ở hai bên của touchpad. Trông có vẻ tinh tế hơn và hiện đại hơn rất là nhiều, đúng không nào? Vị trí của các nút bấm cũng không có gì là thay đổi cả. Các nút D-pad nằm ở trái và nửa trên của tay cầm, thẳng hàng với 4 nút điều khiển nhân vật. Còn hai cần analog thì nằm ở nửa dưới, đối xứng với nhau, đem lại cảm giác cân đối cho chiếc tay cầm này. Hai cần analog này cũng được thay đổi một chút với viền gai, giúp ma sát tốt hơn, phục vụ tốt cho các game bắn súng hoặc là các game hành động. Ở tay cầm DualShock 4 thì nút PlayStation có hình tròn và mang logo PS, nhưng đến DualSense thì có một chút thay đổi nhỏ, nút PlayStation đã được đổi thành nút tròn và dẹt hơn, còn logo của PS thì tách biệt hẳn ra ở phía trên. Nút Share trên mẫu tay cầm cũ cũng được thay thế bằng nút Create. Còn về tính năng thì hãng cũng chưa cung cấp thông tin cho chúng ta, thế nhưng chúng ta vẫn có hy vọng rằng đây sẽ là nút cải tiến các tác vụ hơn là nút Share trên đời tay cầm cũ. Phía dưới là cổng dùng để kết nối với máy và để sạc tay cầm. Có thể dễ dàng thấy đây là cổng kết nối Type-C, chứ không còn là Micro USB như những mẫu tay cầm cũ nữa. DualSense sở hữu mic nằm bên dưới nút PS. Điều này có nghĩa là khi chơi những game đồng đội cần trò chuyện với người chơi thì chúng ta cũng không cần mic từ headset nữa. Đây cũng là một cải tiến trên thế hệ tay cầm mới này. Chúng ta hãy chờ xem liệu chiếc mic này có thật sự tốt hay không nhé. Sony đã khẳng định sẽ giữ lại những chi tiết được người dùng yêu thích trên chiếc tay cầm cũ, nhưng cũng sẽ có những cải tiến nhất định trên chiếc DualSense này. Đó là DualSense sẽ được trang bị Haptic Feedback. Thay vì hai motor rung cơ học như trên tay cầm DualShock 4, Haptic Feedback trên DualSense sẽ cho chúng ta những trải nghiệm tương tác với môi trường trong game tinh tế hơn rất là nhiều. Ví dụ như khi chơi game đua xe trên đường đất đá hay đường bằng phẳng thì sẽ có được những cảm nhận rõ ràng hơn, cho người chơi cảm giác chơi chân thật hơn. Đó là những thông tin về chiếc tay cầm DualSense. Cá nhân mình thấy thì Sony đã làm khá tốt trong việc cải tiến nhưng vẫn giữ lại được những điểm đặc trưng của những mẫu tay cầm cũ. Cảm nhận của các bạn thì sao? Hãy comment ngay bên dưới cho mình biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Bye! Và các bạn hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh YouTube của Hello Shop để cập nhật được những video mới nhất nhé.